không không có clutch nhưng mà nó đâu có vô được đây đâu, nãy giờ chưa vô trong mà sao nó đập được nữa. Làm anh mới đặt xuống cái bị con này nó đục luôn, bị chích bắn qua. Sao mẹ gì còn có cam nữa ngu mà. Em không biết mình đang đi đâu hết. Tụt má nó biết mình trước hay vậy. Nó tuyết ở ngoài đó vậy. Một thằng gục rồi. Nó leo lên nào rồi. Không rồi. Lát nữa. Lát vào này nữa. Không tuyết. One up, four remaining. Bắt không. Tuyết trên lầu. Chết này rồi, chết này rồi, chết này rồi. Quá liên tục luôn. Đủ mẹ ơi, ghê quá, ghê quá, ghê quá. Ở đâu vậy, ở đâu? Chết cái này nè. Em chạy ra không, em không thấy nó gì hết, sợ phải luôn. Mày quá, nghĩa. Má giật. Má nó giật. Cái gà nó giật lại luôn. Ừ không? Chỉ là nó bấm nhầm đúng rồi, anh đúng rồi, nó bấm nhầm drone mà trong khi nó còn drone cũ á. Anh nghĩ là nếu mà với trường hợp như thế là nó phải kiểu như là em thả con drone mới nhưng mà nó vẫn để con drone cũ lại cho em, kiểu như em không có nhu cầu con drone. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa bây giờ mày mới biết luôn á hả? Không. Không không, trước giờ á là vậy nè, ý anh nói chưa xong ba. Tức ý anh nói là nếu mà nó nên làm á là kiểu như là em thả con drone mới nhưng nó vẫn giữ con drone cũ với em, còn chứ em giờ em thả con drone mới là mất con drone cũ rồi. Vậy mới chán đó ba. Nó đục cái lỗi. Có đâu. Ủa trước giờ là em thả hai con rồi nó vẫn tính. Em đang sao quần nữa nè. Đâu, em thả con mới là nó mất rồi. Ừ, đã thả con mới vẫn còn, thả con mới vẫn còn luôn. Ủa giờ cái update này mới rồi, còn chứ trước giờ thả con mới là em mất con cũ rồi. Đâu có rồi ba. Lâu rồi, cái update này lâu lắm rồi. Ủa đâu? Trước giờ anh chơi vậy mà. Ê, tụi má, con rút gì mẹ. Không biết. Ủa nó update rồi nào. Mà chứ anh chưa giờ thấy anh chơi từ mùa chưa hai mùa trước tới giờ anh thấy rồi. Anh em cứ thả show như là mất. Con thường bị nha. Chris nó không bị. Trời má. À. Quá. Spot cho cái nhẹ đó. Hiếu có cái cửa đi đằng sau vô Hiếu. Má Huy bắn hay quá. Chết rồi. Ai cầm bom. Cùng chỗ đó luôn, chỗ đó luôn. Chỗ đó luôn. Chỗ nào? Spot cho cái đó. Rồi hết máu rồi, Hiếu ơi. Xử lý Hiếu ơi. Máu Hiếu ơi. Canh bê. Canh bên phải bê. Qua chỗ nhà vệ sinh đi Hiếu ơi. Đây nè, ở đây có nha anh. Bạn thấy cái đầu trong nhà vệ sinh đó. Đúng rồi, nó chạy ra nãy giờ, record rồi. Ủa, ai bật nhạc ngọt ra ngoài vậy? Ủa đâu, cái đó cái nhạc của cái game á. Nhạc trong game á ba. Chứ thôi, nhạc kia đâu ba. Hả, nghe cái gì có bị cò heo á. Trong nhà vệ sinh chưa Hiếu? Hiếu trong nhà vệ sinh không? Gọi điệp mẹ chửi liền. Điệp mẹ đi vào 200 như cạnh. Ủa sao các bạn chết lẹ bên mình. Có cáo quân địch chết 1 quân mình chết hết. Á, tụi nó spam kill điệp mẹ. Ủa mắn vỡ cái kính gì vậy? Nó rỡ rồi, nó rỡ rồi. Ông vỡ cái kính, hai cái kính gì vậy? Cái lồ má thằng rút. Vô á. Bắn bên kia nữa, bên đằng trước, nhìn trước thẳng anh luôn, có cái kính á. À, họ bể rồi không? Ủa, đâu.
drone activated. Địt mày hay lắm. Tình thế đang gấp rút mà đổ ném drone chứ cặn. Đủ. Đủ hưởng drone chứ mày đủ hưởng anh mà. Drone Trung Quốc. Mẹ mấy nghĩa từ từ đi lên, chẻ súng xuống, bật. Ôi, ông nổ quá biết trước rồi mà. Đâu vậy? Trong cái phòng kế bên, cái phòng thông tin á. Phòng kế bên phòng thông tin. Cái phòng, để coi. Má, tao không biết nói. Nói chung là cái phòng kế bên phòng tin đó, tao có mày vô trong đó. Tao có đục cái lỗ bự chản luôn rồi. Không phải phòng đó. Cái phòng tiếng đó, cái phòng mà Backstage Lounge á. Đó nhìn vô thẳng vô bên trong á là có con rút á. Cái súng của mèo gắn cái ấy là nhìn nó biết liền. Cái mẹ súng nào không có. Bọt. Có kìa. Đó. Má, có gì biết ghê vậy? Spot không ạ? Chưa speed đâu rồi. Còn thấy nào. Một thằng bắn rồi. Ngay góc á. Ngay góc bên phải mẹ. Phải nữa. Vô biết luôn nghĩa ơi, vô biết luôn đi, thằng này nó đang hái đó rồi kìa. Rồi. Kìa nghĩa. Má mày này buổi tối đỡ vậy. Cái BK này còn BK không hiếu, còn BK không hiếu. Còn. Hết rồi. Cảm giác thật sướng khi bạn có thể nhìn hai bên cùng một lúc. Lụt má. Gì lè vậy? Đã boss rồi. Gì lè vậy? Ủa nó bắn em đâu vậy? Hát, từ hát xuống hay sao? Hay là từ xuống á, từ cái hát cho nhà vệ sinh xuống á. Nghe tiếng gì nó đi trên đầu. Nghĩa à, tính đi đặt mày đứng đây rồi nghĩa à. Tính đi đặt 7 hay gì? Em có đặt 7 hay đó rồi hiểu. Nó hồi bước qua là đã phá 7 rồi đó. Nó bồ à. Cái đứa nhảy vô rồi, có đứa đi vô rồi. Không đi lên lầu. Maybe they're on the rooftop guys. You bỏ được bất cứ. Anh nghe tiếng mình đi trái. Trái. Con vô điểm vòng. Thôi cứ nằm, nói chung là cứ nằm xuống đợi nó vô ba. Tốt hơn hết là vậy. Con drone, con drone. Ba con rồi đi mẹ. Má tụi nó lắm drone vậy. Bớt hoặc là gì đó chứ. Lựu đạn có hai đó thôi ba. Bớt. Cái lậu đâu xuống. Slash, 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 slash. Feel. Slash. Anh vừa mới hay slash ơi. Trong nhà vệ sinh có một thằng nha. Nhà vệ sinh có một thằng á, nó nhảy xuống rồi, một thằng ngay cửa sổ con. Đây, slash vô. Nice, thank you. Còn slash. Nó đéo nó đặt 7 vậy. nó đi cái hát vô. Hết 7 em rồi. Ông ngoài cửa sổ vào á, nó đéo thấy không ta. Mấy thằng đéo nó đặt 7 thì mấy thằng đéo. Trời đồ. Ra. Phiêu.
Ờ Nghĩa có thằng ê Nghĩa coi chừng nha Nghĩa. Có thấy cái tên là gì không? Cái này đâu. Ở đâu? Bot kìa. Bứt bể camera. Xạo luôn. Xạo. Cái này thì ở đủ nó nhảy rất đen luôn rồi ba. Điên. Xóa đó. Biohazard container. Con gì ta? Cái bị tảo cái con gì? Bu-tin là ngay chỗ cầu thang hầm đó yếu. Rồi đó. Tin chưa chết. Tin kìa. Tin chưa chết nha. Cậu không bu-tin chưa chết nha. Ê. Được mất tao đi Hiếu. Bắn hết mẹ camera rồi. Ủa vô sai rồi. Chín điểm rồi kìa. Lại một cái ngay đầu. Đút cái đầu lên là một viên vậy. Cục má súng nghe ảo thiệt chứ. Má bắn ảo hay lồn đó. Ai vô đúng không? Trên đầu. Trên tầng 2 có thằng BRB hả? Ngay đây phòng ngay chỗ này có thằng nè. Nó vừa mới chạy ra nè. Chúng spawn kill kiểu sao. One behind the bar. Camera. Nice. Huy canh... Nó vừa chạy ra ngoài á, em coi bước chân đi Huy. Nó vừa mới chạy ra ngoài á. Rồi đó. Ủa sao ai ăn vậy? Huy... Bèo em có cam không Bèo? Có. Coi giùm anh, thảy vô cửa coi giùm anh chứ. Trời má, hết hồn. Đéo ai hết các bạn. Anh chắc bên phải vậy. Bên tay phải cũng đéo ai luôn. Ồ Tôi chạy ra ngoài, nó chạy ra ngoài. Chạy lộn, lộn. Ai vậy? Ở đâu rồi? Ngay đây, chỗ anh nó tốt. Chỗ anh đặt đi. Không camera trên lầu nha. Trời đủ má. Con Bill ngay chỗ tôi chết hồi nãy á. Đó chạy lên. Nằm xuống rồi. Ô, ơi, đóng. Bắn đi đủ mặt la đúng không? Nó nằm kế bên tay trái anh nè. Đóng mắt. Nó bắn em rồi. Ninja. Đồ má Nghĩa đứng lên, đồ má bắn. Ừ, phải luôn. Hello. Hi motherfucker.